10 loại vũ khí Ấn Độ khiến Trung Quốc phải e sợ. Quân đội Ấn Độ là lực lượng lớn thứ tư thế giới và sở hữu một trong những vũ khí tối tân nhất hành tinh. Với ngân sách thường niên 46 tỷ đô la, Ấn Độ có số thiết bị quân sự tiên tiến và hiện đại chẳng kém gì Nga và Mỹ. Gần đây, căng thẳng biên giới Trung Quốc-Ấn Độ nổ ra khiến nhiều người lo ngại một cuộc chiến tranh bùng nổ. Ấn Độ hiện sở hữu 10 loại vũ khí uy lực khủng khiếp có thể khiến Trung Quốc e dè khi có ý định tấn công nước này. Thứ 10, tên lửa phóng loạt Pinaka. Hệ thống tên lửa phóng loạt Pinaka đã chứng minh tính hiệu quả trong môi trường lạnh giá tại cuộc xung đột Kargil năm 1999. Pinaka có thể bắn 12 quả tên lửa trong 44 giây với thời gian nạp đạn trong 4 phút. Hệ thống đơn lập gắn trên xe tải Tatra có thể bắn 12 quả rocket với phạm vi tấn công 40-65 km. Pinaka sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến IAS, sử dụng máy tính, cảm biến chuyển động và cảm biến quy hồi để tính toán vị trí, góc bắn và hướng bắn của mục tiêu. Nó có thể hoạt động độc lập, từ xa hoặc theo tổ đội. Ấn Độ đang nâng cấp dàn tên lửa này lên phạm vi tấn công 120 km so với hệ thống M270 cùng loại của Mỹ. Pinaka rẻ hơn gấp 10 lần. 9. Xe tăng T-90S Bhishma. Bhishma là tên của phiên bản xe tăng T-90 của Nga, xuất khẩu riêng cho thị trường Ấn Độ. Đây là sản phẩm lai của tăng T-80B và tăng T-72 huyền thoại, với hỏa lực và sự cơ động tối đa. Bhishma sử dụng hệ thống gây nhiễu hiện đại, cảnh báo sớm bằng laser, nhìn trong đêm rõ như ban ngày và tháp kháo 125mm nồng trơn. Bhishma được tổ tăng 3 người điều khiển, nặng 48 tấn, di chuyển qua mức nước sâu 5 mét dễ dàng và có thể chở theo 1.600 lít dầu diesel trong vỏ giáp không thể xuyên phá. Ngoài khẩu pháo chính, xe tăng Bhishma trang bị súng máy 12,7mm. Hiện tại Ấn Độ đã mua 700 chiếc Bhishma từ Nga và tự lắp ráp 347 chiếc khác. Hiện nay Ấn Độ sở hữu số lượng xe tăng hiện đại nhiều nhất khu vực Nam Á. 8. Tàu sân bay Vikramaditya. Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ được xem là loại đắt đỏ và hiện đại nhất hiện nay của hải quân nước này. Hàng không mẫu hạm này nặng 45 tấn, có thể chở theo 24 chiến đấu cơ MiG-290K và 6 trực thăng tấn công. Vikramaditya được trang bị cảm biến giúp tránh bị radar đối phương theo dõi. Tàu chiến này được hải quân Ấn Độ mua từ Nga năm 2004 với giá 2,35 tỷ đô la và có thời gian chiến đấu khoảng 40 năm. 7. Tên lửa NAG. NAG là hệ thống tên lửa diệt tăng bắn và quên tiên tiến được chính Ấn Độ phát triển với giá 3 tỷ rupee. Tên lửa áp dụng công nghệ bắn và quên sẽ tự động tiêu diệt mục tiêu mà không cần kíp điều khiển can thiệp. NAG được xem là loại tên lửa diệt tăng duy nhất thế giới bằng cấu trúc sợi thủy tinh. Tên lửa NAG nặng 42 kg, có thể bắn mục tiêu từ cự ly 4-5 km với tốc độ tấn công 230 m trên giây. Namika là tên hệ thống tên lửa NAG có thể gắn 12 quả tên lửa phóng liên tục được 8 quả cùng lúc. 6. Hệ thống cảnh báo sớm Falcon. Hệ thống cảnh báo sớm vùng trời AWACS dùng để phát hiện máy bay, tàu chiến và phương tiện quân sự từ khoảng cách xa. Không quân Ấn Độ hiện sở hữu hệ thống cảnh báo sớm hiện đại bậc nhất thế giới. Hệ thống cảnh báo sớm Falcon là trung tâm điều khiển và hướng dẫn tên lửa đánh chặn tiêu diệt các mục tiêu trên trời. Nó có thể phát hiện mục tiêu từ xa 400 km. Hiện tại hệ thống này đang gắn trên máy bay IL-76 mua của Nga và có tốc độ tìm kiếm nhanh hơn 10 lần so với hệ thống tương tự của máy bay do thám E-3 Sentry. 5. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đề phòng mối nguy tên lửa đạn đạo từ Pakistan và Trung Quốc, Ấn Độ có hệ thống phòng thủ của riêng mình. Hệ thống này có thể hạ gục mọi tên lửa đạn đạo phóng cách xa 5.000 km. Hệ thống đánh chặn của Ấn Độ sử dụng hai tên lửa đánh chặn là PAD tầm cao và AAD tầm thấp. Tên lửa PAD đánh gục các mục tiêu từ phạm vi 300 tới 2.000 km ở tốc độ Mach 5, khoảng 6.100 km một giờ. Ấn Độ là quốc gia thứ tư trên thế giới lắp đặt thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo PAD và AAD đồng thời, tỷ lệ bắn trúng đạt 99,8%. 4. Tàu ngầm hạt nhân Chakra. Tàu ngầm Chakra của Ấn Độ có tên thật là Nepa theo tên của tiếng Nga. Đây là tàu ngầm hạt nhân duy nhất của Ấn Độ, sử dụng vũ khí hủy diệt và có thể ở dưới nước bao lâu tùy thích. Tàu Chakra trang bị 36 ngư lôi và tên lửa chống hạm Club, tiếng ồn bằng không và có thể chở theo 80 thành viên. Ngoài Ấn Độ, chỉ có Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân. 4. Khu trục hạm INS Visakhapatnam. Tàu khu trục hiện đại mạnh mẽ và uy lực nhất của Ấn Độ
được gọi tên là Visakhapatnam, với chiều dài 163m và nặng 7.300 tấn. Đây là tàu khu trục siêu hạng sử dụng 8 tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos, 32 tên lửa tầm xa Bharat 8 và hệ thống cảnh báo phát hiện đa mục tiêu. Đây cũng là tàu chiến duy nhất của Hải quân Ấn Độ cho phép thành viên thủy thủ đoàn hoạt động mà không cần hỗ trợ trong điều kiện tiến vào vùng bị tấn công hạt nhân, hóa học hoặc sinh học. 2. Máy bay Sukhoi Su-30MKI. Su-30MKI là xương sống của không quân Ấn Độ với khả năng hoạt động trên không siêu hạng. Đây là phiên bản nâng cấp từ Su-30MK với chữ Y thêm vào đại diện cho India, nghĩa là Ấn Độ. Su-30MKI có thể chở theo 8 tấn vũ khí, gắn được tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos và tên lửa hành trình Nepal. Hiện tại Ấn Độ sở hữu 314 máy bay Su-30, nhiều nhất thế giới. 1. Tên lửa chống hạm BrahMos. Tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới hiện nay là BrahMos với tốc độ tấn công lên tới Mach 3, khoảng 3.700 km/h. Nó có thể phóng từ máy bay và Ấn Độ hiện là quốc gia duy nhất có tên lửa siêu âm trang bị cho cả hải, lục và không quân. So với tên lửa cùng loại, BrahMos có tốc độ tấn công nhanh gấp 3 lần, tầm bay xa hơn 3 lần, khả năng tìm kiếm xa hơn 4 lần. Mỗi năm có khoảng 100 tên lửa BrahMos xuất xưởng. Tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526 của Không quân Việt Nam vừa tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật sau khi hoàn thành nâng cấp. Thông tin này được nói đến trong phóng sự vừa được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trung đoàn tiêm kích 925 sư đoàn 372 vừa đưa các tiêm kích Su-27 tham gia cuộc diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức. Được biết, tiêm kích Su-27UBK 8526 là một trong những chiến đấu cơ Su-27 đầu tiên trong tổng số 5 chiếc đợt đầu được nhà máy A-32 từ đại tu tăng niên hạn sử dụng, theo báo Quân đội Nhân dân hồi cuối năm 2016. Dù không tiết lộ những chiếc Su-27 Việt Nam được nâng cấp lên chuẩn nào, nhưng theo căn cứ vào màu sơn của chiếc Su-27UBK 8526 giống với Su-30, tạp chí Jakarta Greater nhận định rằng rất có thể Việt Nam đang tiến hành nâng cấp tiêm kích Su-27 lên phiên bản Su-27 SM-3 với những trang bị hoàn toàn mới và có sức mạnh tương đương Su-30. Báo Indonesia dẫn nguồn nhà sản xuất Sukhoi của Nga cho biết việc Su-27 được nâng cấp lên chuẩn Su-27 SM-3 sẽ khiến những máy bay thế hệ 4 này sở hữu những khả năng tương đương mới máy bay Su-35S dù bề ngoài không có nhiều thay đổi. Cụ thể, khi xét về năng lực không chiến ngoài tầm nhìn, Su-27 SM-3 được trang bị radar mạng pha quét thụ động N001 VEPRO. Đây là loại nâng cấp dựa trên N001 VEP lắp đặt trên các máy bay Su-30MK2. Radar N001 VEPRO có thể điều khiển tên lửa tấn công, đồng thời 6 mục tiêu trên không hoặc 4 mục tiêu mặt đất. Tầm phát hiện máy bay cỡ lớn được tăng lên 190 km so với 150 km của N001 VEP. Còn xét ở năng lực không chiến quần vòng, cự ly gần, dogfight, động cơ của Su-27SM3 là loại AL-37FM1 có lực đẩy là 135 kN so với 123 kN của AL-31F cùng hệ thống điều khiển bay tiên tiến, giúp nó đạt tốc độ cao hơn Su-30SM và tầm hoạt động tăng lên tới 4.000 km. Và để có thể khai thác được những kỹ năng vận hành và kỹ năng bay tác chiến trên các hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại của máy bay mới, các phi công Su-27SM3 phải được huấn luyện thành thục trên hệ thống mô phỏng bay cho riêng máy bay này. Hệ thống mô phỏng bay của máy bay Su-27SM3 được trang bị rất hiện đại, sát với thực tế sử dụng trên máy bay thật. Trong đó có các hệ thống màn hình hiển thị cho không gian phía trước máy bay và màn hình hiển thị những thông số, tình trạng hoạt động, vũ khí trên máy bay. Nếu thực sự Su-27 Việt Nam được nâng cấp lên chuẩn Su-27 SM-3, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh không quân Việt Nam được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên đây chỉ là thông tin từ truyền thông nước ngoài, trong khi đó chưa có nguồn tin chính thức nào của Việt Nam xác nhận về gói nâng cấp lên chuẩn SM-3 này. Hầm ngầm bí ẩn bảo vệ Tổng thống Mỹ trước đòn tấn công hạt nhân. Quý vị và các bạn thân mến, được xây dựng để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một khi chiến tranh thứ ba nổ ra, căn hầm trú ẩn bí ẩn này nằm ở khu phức hợp quân sự núi Raven Rock, được ví như một lầu năm góc dự phòng bảo vệ giới tinh hoa của Mỹ trước các đòn tấn công từ kẻ địch. Pháo đài này rộng tới hơn 80.000 m², nằm ở Pennsylvania, sẽ là nơi trú ẩn của Tổng thống Donald Trump và các quan chức cao cấp của Nhà Trắng trong trường hợp khẩn cấp, theo Express. Lầu năm góc dưới lòng đất được cho là bắt đầu đi vào hoạt động từ những năm 1950 và là một trong những địa điểm không được tiết lộ mà Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney ẩn náu trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Theo Express,
Vì là căn cứ bí mật nên các thông tin về bon ke nói trên rất ít ỏi do được phong tỏa kỹ lưỡng. Người ta chỉ thực sự có những hình dung rõ ràng về địa điểm này sau khi ông Gareth M. Kraft, người từng là tổng biên tập của tạp chí Washingtonian, tiết lộ chi tiết về kế hoạch bảo vệ giới lãnh đạo Mỹ nếu Triều Tiên giáng đòn hạt nhân trong cuốn sách Câu chuyện về kế hoạch bí mật của chính phủ để sống sót trong khi chúng ta sẽ chết mới ra mắt. Gareth bắt đầu nói, ông bắt đầu nhận ra sự tồn tại của hầm ngầm trú ẩn nằm sâu trong khu phức hợp quân sự núi Raven Rock khi một nhân viên dưới quyền đưa cho ông thẻ nhận dạng của nhân viên chính phủ mà anh ta tìm thấy trong bãi đậu xe vào năm 2011. Ở mặt sau của tấm thẻ này là những hướng dẫn giúp chủ thể tìm đến một vị trí cụ thể trong trường hợp phải sơ tán khẩn cấp. Dựa vào những chỉ dẫn đó, Gareth bắt đầu tra cứu trên Google Maps và tìm thấy một con đường dẫn tới Raven Rock. Nhưng cũng giống như tên gọi cuốn sách mà ông viết, Gareth nói rằng căn hầm cùng nhiều địa điểm khác chỉ đủ chỗ cho các quan chức cấp cao của chính phủ và không hề có chỗ người dân. Khoảng đầu những năm 1950, chính phủ thực sự hy vọng và tin rằng nó có thể giải cứu được hầu hết người Mỹ. Những khi mà các loại bom trở nên tiên tiến và có sức sát thương khủng khiếp hơn, kế hoạch này dần dần thu hẹp và cho đến giờ thì chỉ được sử dụng để bảo vệ các giới lãnh đạo cấp cao, ông Gareth viết trong cuốn sách của mình. Các bạn vừa theo dõi video 10 loại vũ khí Ấn Độ khiến Trung Quốc phải e sợ. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.